Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em sẽ tiến hành test cho anh khách tên là anh Cương. Anh ở Hà Nẵm, Hạ Long, Quảng Ninh nhé. Bưu điện thoại là 5959. Thì anh đã có đặt cọc trước 10 triệu ở đây để em để đặt hàng đôi Pioneer CS603 và lấy một con giải mã. Và em đang test cho anh cái con giải mã là Onkyo 9X nhé. Vâng. Onkyo 9X. Đấy. Đây em đang sử dụng một con đầu CD đấy. Phát quang, coi như đây là TV nhà mình nhá, đây là TV nhà mình phát quang vào trong cái con 9X này đấy. Mọi người nhìn thấy đây cổng digital đấy. Đấy. Cổng digital đấy nhá, vậy là nó phát xuống âm đi này đấy. CD của máy vẫn chạy bình thường nhé. Đây em sẽ thử luôn chức năng CD của máy này. Đây thử chức năng CD của máy cho anh xem này. Đấy, CD chạy ok nhé. Chức năng giải mã quang một chức năng CD hoạt động hoàn hảo anh nhé. Mọi thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với em theo số là 0966 594581 nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.